Theo thông tin từ Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm ngày hôm nay tiếp tục tăng cao so với ngày hôm qua. Hôm nay, Quảng Ninh ghi nhận thêm 319 ca mắc mới COVID-19, tăng 78 ca so với ngày hôm qua. Số ca phát sinh trong cộng đồng vẫn tiếp tục ghi nhận cao tại các địa phương điểm nóng như Hạ Long, Đông Triều, Uông Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên. Hạ Long, Đông Triều tiếp tục có sự lây lan cao tại cộng đồng và ảnh hưởng đến các đối tượng là học sinh tại một số trường học trên địa bàn công nhân tại công ty than. Quảng Yên, Uông Bí ghi nhận số lượng ca mắc tăng cao tại cộng đồng, chủ yếu liên quan đến khu công nghiệp Phi Ship Hải Phòng, công ty than và tiếp tục lây lan tại cộng đồng. Cẩm Phả ghi nhận số mắc tăng cao, đặc biệt liên quan đến các công ty than, các tiểu thương bán hàng tại các chợ. Cụ thể, Quảng Yên có số ca mắc trong ngày cao nhất 74 ca. Tiếp theo là Uông Bí, 63 ca. Cẩm Phả, 56 ca. Hạ Long 55 ca. Đông Triều 35 ca. Vân Đồn 24 ca. Móng Cái 10 ca. Tiên Yên 1 ca. Bình Liêu 1 ca. Trong 319 ca F0 có 40 ca đã quản lý và cách ly, 279 ca cộng đồng. Lũy tích từ đầu dịch đến nay trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6.892 ca mắc. Tính đến ngày hôm nay, Quảng Ninh vẫn có hai địa phương vùng cam là Quảng Yên và Uông Bí, hai địa phương vùng vàng là Đông Triều và Cẩm Phả. Đối với cấp độ dịch ở cấp xã, Đông Triều có 8 xã phường vùng vàng, 10 xã phường vùng cam. Uông Bí có 3 xã phường vùng vàng, 7 xã phường vùng cam. Quảng Yên có 1 xã vùng xanh, 1 phường vùng vàng, 17 xã phường vùng cam. Hạ Long có 4 xã phường vùng vàng. Cẩm Phả có 8 xã phường vùng vàng, 4 xã phường vùng cam. Vân Đồn có 3 xã phường vùng vàng, 1 xã phường vùng cam. Tiên Yên có 3 xã thị trấn vùng vàng. Móng Cái có 4 xã phường vùng vàng, 1 xã vùng cam. CDC Quảng Ninh khuyến cáo trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, người dân cân nhắc sử dụng các dịch vụ và các hoạt động phải bỏ khẩu trang như đám cưới, liên hoan, quán nước, các đám hiếu, hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống, tiếp khách, vì đây là những khu vực và hoạt động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Khuyến khích người dân chủ động thực hiện test nhanh để phát hiện. Các địa phương cần ra soát, giao xã phường lập danh sách để quản lý người lao động, yêu cầu cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi di chuyển, khi về địa phương, xét nghiệm sàng lọc định kỳ. Các trường học quản lý lập danh sách học sinh và xét nghiệm sàng lọc định kỳ. Hiện toàn tỉnh vẫn còn không ít người chưa được tiêm vaccine COVID-19. Đây là những đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19. Bên cạnh đối tượng chưa tiêm vaccine, thì các đối tượng người cao tuổi, có bệnh nền, mang thai cũng có nguy cơ trở nặng cao hơn. Kể cả những người tiêm đủ 2 hoặc 3 mũi nhưng không tuân thủ 5K vẫn có nguy cơ mắc, dù không có triệu chứng nhưng vẫn là đối tượng dễ lây lan trong cộng đồng.